trừ 5, trừ 6, trừ 7. Xin kính chào các bạn các vị. Và đây là chiếc Oppo A7, không phải Samsung Galaxy A7 2018. Tuy nhiên thì nó đã chính thức ra mắt ở Việt Nam ngày hôm nay và mình mượn tại 7S và 7S đã mang qua cho mình để cho các bạn xem cái chiếc A7 này thì có gì hot. Chúng ta sẽ mở hộp nó thật nhanh nhá. Đây là pha mở hộp nhanh nhất từ trước đến nay. Trong hộp chúng ta có sẵn cục sạc, cáp kết nối, không có tai nghe à? Cái này là bọn mình mượn bên cửa hàng, là không biết là có xác nhận là không có tai nghe không, hay là vì máy demo nên nó sẽ không có tai nghe. Rồi ok, ta bỏ qua một bên. Và điều quan trọng, nếu các bạn muốn biết thêm thông tin, các bạn thể truy cập vào link bên dưới tại 7S để hỏi họ. Bởi vì là trong link này mình thấy đặt hàng trước nhá, bạn sẽ được tặng tai nghe JBL, gói rơi vỡ màn hình này, pin sạc dự phòng, thẻ nhớ Class 10 32GB. Còn nếu mà không lấy ba món quà trên, các bạn sẽ trừ thẳng 550k. Rồi ta sẽ xem chiếc Oppo A7 như nào. Điểm đầu tiên là mình thấy mặt sau của nó rất là đẹp. Nó có bản màu xanh ở trên hộp, nhưng máy của mình đây là máy màu vàng. Và chúng ta sẽ có những đường kẻ sọc liên tục xuống dưới. Và khi ta nghiêng thì ánh sáng sẽ thay đổi theo. Nói chung là xu hướng là mặt lưng đẹp, một cái mình ta đã thấy trong những cái thời gian gần đây. Với chiếc Oppo A7 này thì mặt lưng, nói thật là bản thân mình cũng rất khó xác nhận được máy nào kính và máy nào là chỉ là bằng nhựa. Nhưng mà cảm giác cầm nắm của ta nó không có ảnh hưởng nhiều đâu các bạn. Rất đẹp. Và đây là cụm camera chính, cũng là camera kép đèn flash LED này, được đặt trong một cái vòng mạ màu vàng, gọi là đặt vòng và cả biến vân tay. Mặt trước đây chính là cái sự khác biệt của chiếc Oppo A7, là nó lựa chọn là cái giọt nước. Nếu mà các bạn thể xem là nó là một cái phiên bản như kiểu của chiếc Realme 2, nhưng mà cái này chúng ta là sẽ thấy là cái giọt nước của nó thì sẽ mặt trước giống y hệt chiếc Oppo F9. Và với thông số cấu hình thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, như mình đã nói tại sao nó giống với Realme 2, vì cả cái dung lượng pin của nó khá là lớn, trên 4000 mAh trong phân khúc giá này này. Rồi cũng là Snapdragon 450. Vì vậy, đây là một cái sản phẩm mà về cấu hình thì mình thấy là không quá nổi bật. Với giá tiền này, các bạn hoàn toàn có thể mua những chip 660 lên chiếc Mi A2 hay Snapdragon 636, đúng không ạ? Thì 450 là không có cửa trong tầm giá tiền này. Vì vậy nên mà nó đánh mạnh vào cái việc là dung lượng pin rất là lớn. Và bên cạnh đấy là thiết kế của nó đẹp. Và chúng ta sẽ không thể bỏ qua phần camera. Về camera ở đây thì mình có thử... Với camera trước, các bạn thấy mình vừa giơ lên một phát, mình đã gọi tên Thảo rồi. Thảo mới có biệt danh mới ở văn phòng là Thảo Ú. Rồi các bạn thấy là chúng ta sẽ có các chế độ làm đẹp, chế độ xóa phông, mặc dù chỉ cần sử dụng một cái camera mà thôi. Rồi đối với lại cái camera sau thì mọi người tất nhiên cũng có chân dung xóa phông bằng hai camera, và mọi người sẽ có chế độ chụp nhãn dán, đương nhiên là có chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, vân vân và vân vân. Và với cụm camera này chúng ta sẽ nói nó cụ thể hơn, như các bạn thể xem qua một vài tấm bọn mình có chụp tại studio, các bạn xem nhé. Và bên trên camera chính là cái phần loa thoại của máy, và loa thoại được làm thiết kế rất là tinh tế và đẹp. Nhưng mà nói chung thiết kế thì nó vẫn sẽ là cái thiết kế quen thuộc từ Oppo F9. Các bạn thấy Realme 2, Realme 2 Pro nó là vẫn là như vậy, chủ yếu thay đổi ở mặt lưng. Và đáng tiếc nữa là sử dụng cổng sạc là micro USB, sẽ cắm tai nghe, loa ngoài và mic thoại. Bên cạnh trái là khay đựng SIM, thẻ nhớ các bạn lựa chọn. Và bên cạnh phải là phím nguồn. Và hiện tại thì về cái màn hình của máy thì các bạn thấy ở đây đó, với những cái trải nghiệm và không gian được làm full là do các phím điều hướng sẽ được ẩn đi với các thao tác vuốt cử chỉ này. Thì do nó đang chạy trên cái phiên bản ColorOS của riêng nhà xuất Oppo trang bị là ColorOS V5.2, trên phiên bản Android là 8.1.0, nên mà các cái tùy biến các thứ là nó cũng sẽ y hệt như nhau, trải nghiệm là không có gì khác biệt hết. Và đấy là bài chia sẻ và mở hộp cho các bạn. À thực ra mở hộp nhưng mà chỉ có phụ kiện. Ủa chứ trong hộp không có phụ kiện thì có cái gì? Ây da, thật là ngu xuẩn quá đi mà. Ây da, cứ quay trở lại. Mình bị bệnh đa nhân cách các bạn. Và mọi người truy cập vào link mô tả bên dưới tham khảo giá bán chi tiết của chiếc máy này cũng như chương trình đặt hàng tại 7S. Lưu ý là không lấy quà thì trừ 550k. Còn bộ quà mình nghĩ là khá là ngon lành cho các bạn. Và hẹn lại anh em trong các video sau. Các bạn muốn so sánh với máy nào? i9 2019 là một con hàng khá là xứng đáng với cái sự so sánh con này. Mi A2 Lite cũng có thể lắm.